Ok. Nhất trí luôn. À, thưa các bác thân mến, em xin được giới thiệu, quảng cáo và review những bộ mic không dây cao cấp. Thì trong clip này được vinh dự đón tiếp cũng như là test một bộ mic cho chú Khiêm, đúng không ạ? Có địa chỉ tại thành phố Hải Dương. Một bộ mic Shure hai tay, Shure xịn các bác nhé. Shure là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ, và bộ mic này hiện tại em đang chào bán có giá là 16.500.000 đồng trên một bộ ạ. Và các bác của anh em xem tay và thử cái tiếng của bộ mic này mọi người nhé. Em sẽ thử cho mọi người nghe tiếng của nó sức cực kỳ là hay. Hay ly sâu y o ly một hay. Mọi người thấy không ạ? Tiếng của nó thì cực chất luôn. Và em đang test với con Vangtec các bác nhé. 16.500.000 đồng một bộ, bao gồm hai tay mic. Đây ạ. Đây là một tay mọi người nhé. Một tay em vừa thử đúng không ạ? Em vẫn còn mọi người nhé. Đây ạ. Các bác của anh em có nhu cầu mua thì liên hệ cho em. Em có dòng một tay các bạn. Đây. Một tay đầu bé hơn, giá 9.800.000. Các bác của các anh trai để ý cho em nhé. Mã đúng không ạ? PGX4 này. Đúng không ạ? Tay là PG58 này. Đấy mọi người để ý nhá. Ok chưa? Nó có mã mà. Bộ mic này chất cực kỳ luôn. Hay. Ok, đấy cho em đóng cho hai chú đi. Rất là đơn giản, đúng không ạ? Rất đơn giản và rất là hay luôn. Đấy, hàng mới tinh tình tình mọi người nhá. Ít khi em có thể thanh lý được những cái bộ mic đẹp như thế này, đúng không ạ? Rất ít khi thanh lý được những bộ mic đẹp như này. Và hàng xịn thì các bác lưu ý này, từ cái túi bóng có mã vạch. Đấy, nguyên mã vạch này có bán là ra tiền không mà túi bóng nào cũng có nhỉ. Ok chưa? Đó, sản phẩm này vẫn còn mọi người nhá. Hai tay là 16.500.000, loại một tay là hàng bãi thì giá của nó là 9.800.000. Đó. Thì ngoài ra sắp tới là em sẽ về một model mic của BBS thì thực sự nó rất là cao cấp các bác nhá. BBS UT58. Các bác chỉ cần nhìn cái màn hình là biết nó cao cấp như nào, đúng không ạ? Đẹp, chất. Giá của nó thì cũng mắc mọi người nhé. BBS U3290 thì em còn vài bộ nữa này. Giá rất là tốt, 4.800.000 này, đúng không ạ? AMG KM1. Đấy, toàn là dòng mic chính hãng thôi các bác nhé. Mic đẹp chính hãng. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ cho em. Ở đây ạ. Cái đầu của con hai tay này nó đâu nhỉ? Là hàng có trong hộp shop nhé. Hàng mới các bác nhé. Đấy, đây ạ. Đây hộp, đây hộp của bộ của chú đây. Đấy đầu ở đây các bác nhá. Đấy. Và tay đây ạ. Dòng hai tay sử dụng pin 9V. Đấy, ok chưa ạ? Còn dòng một tay dùng pin tiểu. Ok. Đó, em đóng cho chú đi. Em đang test với con Vangtec. Cực kỳ là hay luôn. Tay mic hai tay ở trong đây luôn này. Đấy, một tay đấy, một tay đây này. Đấy nhá. Rồi tháo pin luôn này. Đấy, con ấy bật lên tí nhầm, tí về không kêu, chiều tối chú lại xuống. Vâng. Đấy. Ok. Theo như lịch trình thông báo thì các bác của anh em yêu quý nhá. Em sẽ về 5 đôi loa B3 mã số X12i. Bãi xịn đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhà em full các mã của B3 hàng bãi các bác nhá. Và là một cửa hàng làm chuyên và mạnh về sản phẩm B3. Nên các bác của anh em có nhu cầu liên hệ cho em. Em rất thích những dòng loa thương hiệu của Đức và những dòng loa thương hiệu của Mỹ. Đức thì có CB và B3, Mỹ thì có JBL, đúng không ạ? P-Way. Đó. Toàn những dòng sản phẩm gọi là tên tuổi đình đám. Nên các bác anh em liên hệ sớm cho em nhé. Và em xin phép gửi lời chào. Đây là những chiếc đẩy PS Audio và đại lý ủy quyền của PS Audio. Giá thành của đẩy bét rất tốt, chất lượng thì rất là cao, độ bền của nó được khẳng định nhiều năm rồi. Đó. BS em có hai mã 8004 và 9004 để cho các bác của anh em lựa chọn. Đây là hộp mic Shure đây các bác nhá, đúng không ạ? Hộp mic của Shure đây. Đó. Ok chưa? Shure hai tay em giới thiệu lại là 16.500.000 đồng một bộ. Đấy. Còn Shure một tay bãi là 9.800.000, đẹp chưa? Đẹp, gọi là xuất nhà bà sắc luôn, đúng không ạ? Ok, xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Hàng của các bác đóng trong buổi chiều ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu
là xe bưu điện đã đoán rồi, em vẫn đóng tiếp tục những cái cục hàng nữa để gửi cho các bác. Và bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều rồi. Đó, xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ.